say flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pom pom pom. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to answer, you can turn back to. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too scared, get out. A haunted, haunted. I'm a haunted house. Broken windows and a warning scribbled on my wall saying that you better turn around. Wouldn't be the first to try to burn me down. You're blue, you too. Could you love me at my worst? Kill the coffins in the dirt. Try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too scared, get out. A haunted, haunted. I'm a haunted house. Could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. You're just thinking sad. A haunted, haunted. I'm a haunted house. I'm so wise to the coffins and the thought. Anyone can love a pretty little mansion. A few moments later. Ôi, phải chạy, tao quay phim. Có nên chặt không?
đi chạy quay phim. Kéo á. Không có đem chặt đâu. Em mà xuống là em kéo. Thôi, anh đi. Quẹo bên phải nha. Quẹo phải. Quẹo phải. Hả? Quẹo phải. Đi Cần Giờ thăm quan một xíu. Ừ. Quẹo phải. Ở ngoài luôn hả? Ừ. Vô nhà nghỉ. Ở bên em có chuẩn bị không? Dạ tôi đang bàn kế hoạch. Là một hồi nữa nếu mà bên muốn ăn hải sản là vô đi mua nè. Dưới này có chợ nè. Vô mua hay là đi dạo trước? Đi dạo trước ha. Nè, hồi nữa là chạy vô đây ha. Ok, đi. Đi phượt Cần Giờ sói bạn bây giờ nguyên đám sung quá, cái xong rồi chạy luôn qua Vũng Tàu luôn các bạn. Oh my god. Hôm nay là đi là năm xe mình Khánh với em nó với lại Chí với lại Vĩ với lại Toyota. Đó, bạn thấy cái tàu này là một hồi nữa là dẫn qua Cần Giờ là qua Vũng Tàu luôn nha các bạn. Đó, rồi giờ đám mình sẽ đi đi tại vì 12 giờ mới có chuyến mà giờ mới có 11 giờ 25 à. Cho nên là giờ đám mình đi vòng vòng đi dạo cái. Rồi đi. Nói chung là cứ đi vòng vòng Cần Giờ coi có
đâu đẹp thì đứng lại chụp hình với phim mày đuôi xe chạy trâu chút xíu. Nói chung là sẽ đi vòng vòng Cần Giờ chút xíu, xong một hồi nữa thì mới lên tàu ha, rồi đi qua Vũng Tàu đi phượt luôn. What? Vé của tàu Cần Giờ Vũng Tàu này á mấy bạn là rơi vào khoảng, nếu mà tính giá người không thì hình như khoảng mấy chục á, còn xe thì là 50 một xe nha mấy bạn, là xe riêng người riêng nha. Thì sẽ tổng cộng là hình như là một người như vậy là khoảng, mình chia ra là người là 110 á các bạn. Tại vì đám mình là đi 6 người 5 xe. Đó. Thì mình sẽ chia ra thì mỗi người như vậy là 110.000. Chó rồi. Ở ngay Cần Giờ này chó thả rong đúng nhiều luôn các bạn. Nãy mém bị một con rồi. Nãy tôi đa quất vô con chó luôn các bạn. Kéo lên. No. Đi khám phá luôn các bạn. Chứ giờ còn nửa tiếng nữa tàu mới chạy, ai biết đi đâu đâu. Đi đảo khỉ thì lâu quá. Còn đi chắc đi vòng vòng đường thôi, khám phá này đi vòng vòng thôi các bạn. Đi chạy xuống đây chút xíu thôi xong rồi mình đi về các bạn. Người ta đang mới chạy lên kêu canh giờ khoảng 15 phút là quay về là được. Mấy thanh niên xe đạp tao bốc đầu. Mấy thanh niên nhỏ xíu mà bốc đầu đồ thấy ghê quá ha. Tính ra xe đạp luôn chứ không phải xe máy nữa. Xe đạp mà đã bốc đầu rồi muốn không biết xe máy lên tới còn nhiêu nữa. Ê, khu này cũng đẹp quá không? Thôi ra xe quá trời xe luôn nè, không biết từ đâu ra đây. Đường đây đẹp thiệt các bạn. Bây giờ là tụi mình đang chính thức quay lại phà luôn rồi mấy bạn. Là sẽ đi... Ý dạ, từ từ mình vượt á. Là tụi mình sẽ đi qua bên Vũng Tàu luôn các bạn. Chứ tụi mình sẽ không có bên Cần Giờ nữa ha. Đó. Nay là đi tới bến luôn các bạn. Rồi có vé rồi. Vé. Yeah. Mấy bạn dưới này luôn. Dưới đây đi chung hết nè.
Này đi đi 5 xe, 5 xe 6 người từ cái chiếc ADV á đổ vô. Lên trên hả? Ừ, phà đẹp quá. Dắt phụ con quỷ rồi. Nè vô đây nè, vô đây nè, vô đây nè, vô đây nè. Đưa em vô nè. Đẹp quá. Mình tưởng phà nhỏ chứ phà lớn quá trời lớn luôn các bạn. Trời má cái tóc mình ra cái gì vậy đó. Ây da. Phà lớn quá trời lớn luôn các bạn. Oh my god. Ồ, phăng phăng máy nữa các bạn. Biển nè, đẹp quá. Đây là Cần Giờ các bạn. Cần Giờ nè, xong rồi ra Vũng Tàu là hình như ở không biết mình ở hình như đâu bên kia sao mình không biết nữa. Để hồi nữa coi bản đồ hết coi. Đó giờ vẫn chưa đi nha các bạn. Giờ đang đợi tới đúng 12 giờ là khoảng mấy phút nữa mới đi. Bây giờ vẫn chưa đi nha các bạn. Này là đuôi tàu nè. Hồi nữa là sóng chân vịt đánh đùng 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 ở đây luôn nè các bạn. À, bắt đầu là chạy rồi nè mấy bạn. Đang đóng cái cửa nè, cái này là gọi là cái ram chứ không phải gọi là cái cửa đâu. Đồ, các bạn nghe cái tiếng không biết các bạn có nghe được không nhưng mà mình nghe cái tiếng máy chạy rất là ấy ha. Cái máy tàu nghe rất là ồn luôn á các bạn. Các bạn thấy gợn sóng nó bắt đầu chân vịt nó chạy á hả. Đó tàu bắt đầu di chuyển rồi nữa các bạn.